xin chào anh chị chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh nhà đầu tư tài chính tự do à, thì ngày hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường ở trong tuần vừa rồi à, từ đó chúng ta sẽ đưa ra những góc nhìn về thị trường ở trong tuần tới à, anh chị này hiện tại đang xem video của em à, thì nếu mà thấy video hữu ích thì đừng quên à, dành cho em một like à, một subscribe kênh đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký để có thể nhận được những cái thông báo sớm nhất về video của em hàng ngày à, và kể từ tuần sau à, thì chúng ta sẽ có cái lịch À, video như thế này à, là ngày thứ hai thứ tư thứ sáu à, thì em sẽ làm video nhận định thị trường bình thường à, vào khoảng tầm 4 đến 5 giờ à, và ngày thứ ba thứ năm thứ bảy à, thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái buổi livestream à, để có thể trả lời những cái thắc mắc của mọi người à, về những cái vấn đề liên quan đến cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ cũng như là liên quan đến thị trường à, thì em nghĩ là nó sẽ mang lại cái sự hiệu quả cao hơn À, cũng như là giúp cho anh chị có thể được giải đáp các cái câu hỏi, các cái thắc mắc à, mà nếu mà video á thì nếu mà chúng ta làm nhiều quá thì nó cũng sẽ không có thể hỗ trợ được mọi người cái phần đó. À, tại vì em chỉ có thể làm một cách tổng quan à, nói về từng nhóm ngành à, và dòng tiền của các nhóm ngành đôi khi sẽ không đi được vào cái cổ phiếu cụ thể à, mà anh chị quan tâm. À, thì ở thời gian qua à, thì em cũng đang à, à, cố gắng à, để làm sao đó cải thiện cái chất lượng à, nội dung cũng như là hình thức của kênh youtube à, nên chị nào mà có những cái đánh giá, à, những cái À, góp ý để em có thể cải thiện cái video cái kênh của em tốt hơn à, thì mọi người đừng ngại à, để lại ở phía dưới cái phần comment này ha à, và sắp tới thì em cũng sẽ phát triển thêm à, nhiều những cái video về kiến thức cũng như là những cái nền tảng xã hội khác à, thì hy vọng là mọi người có thể ủng hộ em à, thông qua cái phần mô tả phía dưới này à, và em cũng có để thông tin về số điện thoại về zalo à, thì anh chị nào hiện tại đang có nhu cầu hoặc đang muốn tìm kiếm một cái người môi giới tư vấn hỗ trợ về cổ phiếu về danh mục à, thì có thể là kết bạn zalo với em hoặc là trợ lý của em à, để được hỗ trợ tư vấn về cổ phiếu À, về điểm mua điểm bán à, các cái vấn đề liên quan đến thị trường ha à, thì cảm ơn chị rất nhiều vì đã luôn dành cái thời gian quý báu của mình để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em à, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá à, phân tích về diễn biến của thị trường ở trong ngày thứ sáu vừa rồi à, thì vindex ngày hôm thứ sáu vừa rồi chúng ta hầu như là duy trì cái mức xanh ở trong xuyên suốt cái thời gian giao dịch à, nhờ vào cái gấp ấp mở ra đầu phiên à, cái hiệu ứng tâm lý tích cực này xuất phát từ chứng khoán thế giới trước đó một phần là bởi vì fed à, công bố số liệu gdp cũng như là số liệu bce tức là lạm phát À, đây là một trong những cái chỉ báo lạm phát mà phát rất là ưa thích để đưa ra các cái đánh giá cũng như là các cái chính sách của mình à, nên đó lý do vì sao mà tối ngày hôm trước đó mặc dù là chứng khoán mỹ nó phản ứng không quá là tích cực à, nhưng mà chứng khoán việt nam chúng ta phản ứng khá là tích cực ở giai đoạn đầu ngày lý do một phần là bởi vì giai đoạn trước đó chứng khoán mỹ đã tăng khá là tốt một phần là bởi vì nhau tất tư cá nhân người ta cũng đã kỳ vọng vào cái vấn đề này à, và nên khi cái số liệu này nó công bố ra à, thì chứng khoán mỹ nó lại không có cái phản ứng gọi là quá thái quá À, nhưng mà Việt Nam chúng ta thì lại đánh giá rất cao là bởi vì giai đoạn vừa rồi hầu như à, cái việc thanh khoản ảm đạm cũng như là cái sự lo ngại của nhà đầu tư ở trong nước một phần cũng xuất phát à, từ cái thông tin GDP và BC sẽ được công bố vào thứ tư à, và ngày thứ năm vừa rồi. À, thì đó là một cái điểm cộng rất là lớn cho buổi sáng ngày hôm thứ sáu à, giúp chúng ta duy trì được à, cái sắc xanh ở trong xuyên suốt thời gian giao dịch à, Cái điểm nhấn ở cái phiên thứ sáu vừa rồi đó chính là nhóm ngân hàng à, đã bắt đầu thu hút cái dòng tiền trở lại sau khi gặp các lực chốt lời ở trong cái chuỗi phiên giảm điểm trước đó. À, thì những ACB này HDbank BIDV Techcombank Vietcombank hầu hết những cổ phiếu ngân hàng đều tăng điểm trở lại à, và một phần là khi hấp tụ cái kết quả kinh doanh quý 4 khá là tích cực của đối với nhóm cổ phiếu này à, thì ngày trên em cũng nói về cái vấn đề là kết quả cổ phiếu kết quả kinh doanh của nhóm cổ phiếu ngân hàng à, nếu mà so với lại cùng kỳ quý 4 thì chắc chắn là sẽ tăng trưởng trên hai con số à, còn nếu mà nói về so với năm à, thì một vài ngân hàng sẽ tăng trưởng được một con số à, nhưng mà nhìn chung nó vẫn sẽ là cái nhóm ngành À, có 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 câu chuyện à, để có thể thu hút được dòng tiền à, so với lại những cái nhóm cổ phiếu khác à, còn đối với một vài những cổ phiếu như là Sabeco, Masan, à, STB, MDG à, là những cổ phiếu giảm điểm theo cái chiều ngược lại à, phiên ngày thứ sáu không phải là một phiên mà thị trường giao dịch quá sôi động khi mà thanh khoản thị trường chỉ đạt cái mức là 12.800 à, tỷ thì đây là một cái mức thanh khoản khá là thấp so với lại trung bình trước đó à, nhưng mà nó cũng đang phản ánh cho cái hiện trạng của tâm lý nhà đầu tư hiện tại ở à, cả chiều mua và chiều bán à, thì cả hai phe hiện tại đều đang khá là dè chừng À, lý do là bởi vì chúng ta sắp bước vào một cái kỳ nghỉ kéo dài một tuần à, và trong tuần đó thì chứng khoán mỹ vẫn giao dịch bình thường à, nên nếu trong tuần đó à, chứng khoán mỹ có những cái vấn đề à, nào đó diễn ra à, có thể khiến cho thị trường này biến động thì từ đó sau giai đoạn nghỉ tết thì chúng ta cũng có thể chịu cái ảnh hưởng đó đó là lý do vì sao mà có nhiều nhà đầu tư người ta lại có tâm lý rằng sẽ rút tiền ra trước tết à, để có thể an tâm à, rồi sau đó là chờ sau tết thì mới giao dịch trở lại thì cái video ngày hôm thứ năm em có nói với anh chị về một cái vấn đề đó chính là vì sao thị trường nó sẽ khó phân phối trước tết À, trong video ngày hôm đó em có nhấn mạnh cái câu chuyện là bởi vì ở những cái thời điểm mà nhạy cảm như giai đoạn trước các kỳ nghỉ lễ lớn á, thậm chí là cả 30 tháng 4 1 tháng 5 à, hay là 2 tháng 9 nha mọi người cứ để ý, những cái thời điểm mà nghỉ lễ mà thường là quan trọng á, à, và có cái tâm lý là nhau tới cá nhân người ta chú trọng vào nó nhiều á, thì rất ít những cái trường hợp là nó sẽ phân phối được ở những giai đoạn trước những kỳ nghỉ đó à, nếu mà nó muốn bán á, thì thông thường nó cũng sẽ chờ sau cái kỳ nghỉ lễ đó là bởi vì thường nhau tới cá nhân người ta rất là ngại giao dịch ở thời điểm này nên bây giờ có muốn bán thì cũng không bán được cho ai hết bây giờ nếu mà kéo lên cao quá thứ nhất những nhà đầu tư hiện tại đa phần đều đang có tâm lý là muốn chốt trước tết thì nếu mà bây giờ kéo lên cao quá thì đa số họ cũng sẽ có xu hướng bán ra à, và họ cũng sẽ bán được một cái vùng giá cao còn bây giờ mà ép xuống thấp quá ép xuống sâu quá thì cũng có một cái lượng tiền đứng ngoài à, đang có xu hướng chờ tham gia vào mua mới là bởi vì giai đoạn vừa rồi hầu như là chưa kích hoạt được fomo khi mà chúng ta chỉ kéo nhóm trụ và nhóm ngân hàng thì rõ ràng là cái lượng nhào từ nước ngoài vẫn đang còn khá là nhiều tức là cái dòng tiền nước ngoài bằng chứng là giai đoạn vừa rồi anh chị thấy mặc dù là cái tỷ lệ machine trên vốn hóa Vindex mình đang ở mức cao nhất thời đại nhưng mà cái lượng tiền gửi của nhà đầu tư tại công ty chứng khoán nó cũng cao nhất trong hai năm vừa qua à nó cho thấy là cái lượng tiền đang chờ giải ngân ở thị trường là vẫn lớn anh à, em mới nói là bây giờ thứ nhất à, ngày hôm trước em có nói về vấn đề này đó chính là Vindex hiện tại chúng ta đang tăng ở cái nhiều số một nhóm ngân hàng cũng đang tăng ở nhiều số một những cổ phiếu như là mb bank Ban Công Thương này ACB này À, hay là Vietcombank này những ông này nếu mà có bị chốt ở cái nhịp đầu tiên này thì rủi ro đảo chiều là chưa cao à, nó sẽ có lượng cầu đứng ngoài chờ tham gia để giúp cho cái nhóm này nó quay về nó test là cái đỉnh cổ một lần nữa à, giống như Vindex hiện tại ngày hôm trước chúng ta rơi chúng ta điều chỉnh từ mức là 1188 thì đó là cái nhịp điều chỉnh số 1 thì khả năng mà Vindex nó gãy luôn nó về luôn cái vùng dưới này hay là nó gãy luôn về lại 1100 hay là 1150 cũng sẽ là không quá cao à, mà nó sẽ thường có cái lượng cầu đứng ngoài à, đang chờ tham gia cái lượng này là cái lượng mà trước đó họ chưa tham gia được nhiều À, thì họ sẽ chờ những cái nhịp điều chỉnh như thế này của Vindex để mà tham gia vào à, nên thông thường thì thị trường hay là cả cổ phiếu ở nhóm ngân hàng nó cũng sẽ có cái nỗ lực để nó quay về nó test lại cái đỉnh cũ củ của nó ở phía trên một lần nữa à, ví dụ đối với Vindex là cái vùng 1188 một lần nữa à, thì ngày trước em mới đưa ra cho mọi người hai kịch bản mọi người nhớ không kịch bản đầu tiên là kịch bản mà thị trường khỏe tức là thị trường sai quay được trên 1180 thì khả năng thị trường nó sẽ vượt hẳn lên qua khỏi 1200 luôn rồi sau đó mới hấp tụ lại cung tức là retest lại cái mức 1200 này là bởi vì cái gap lên quanh 1200 này vẫn là cái vùng gáp dày nên chắc chắn khi mà vượt qua cái mốc này nó sẽ khó vượt qua gọi là một cách hoàn toàn. Mà nếu mà có đi qua về mặt chỉ số thì sau đó nó cũng sẽ quay đầu trở lại thôi. Mọi người để gì em cái đó. Do cái lượng cung kẹp hàng ở phía trên cái mức 1, 000 1 là rất là lớn. À, và kịch bản số 2 mà chúng ta đưa ra đó chính là Vini sẽ chủ động hấp thụ luôn tại cái vùng này. À, và cái điểm mà chúng ta điểm rơi ấy, mà chúng ta kỳ vọng đó chính là khoảng tầm 1155 cho tới 1160 điểm. Nó là cái vùng mà chúng ta sẽ test lại cái gap up mở ra đây. Đây, gap up mở ra phiên ngày 19 tháng 1 cũng như là cái vùng đỉnh cũ của nhịp tăng trước đó lanh quanh đây 1155 tới 1160 thì trong trường hợp mà nó có những cái nhịp cao trào về cái vùng này theo em đó sẽ là cái điểm mua mới tốt để chúng ta chạy đi là bởi vì chúng ta nói rằng rõ ràng theo đánh, đánh giá hiện tại của cá nhân em cũng như là cái phân tích trước đó của chúng ta thì chúng ta đang kỳ vọng rằng thị trường nó sẽ không phân phối trước tết thì nếu mà trước tết nó có những cái nhịp rũ bỏ để loại bỏ những cái nhà đầu tư cá nhân mà người ta đang bán trước tết để rút tiền ra để an tâm thì mình hoàn toàn có thể canh mình vào mình hấp thụ những cái lượng cung đó à, là bởi vì đó không phải là lượng cung từ tổ chức À, khi nào mà đó là lượng cung được tổ chức á, thì cái độ rủi ro mới cao à, và anh chị thấy được là nhìn chung là giai đoạn này nếu muốn bán hàng á, tổ chức muốn bán một cái lượng hàng lớn thì cũng cực kỳ khó à, nên đó lý do vì sao mà chúng ta có thể tạm an tâm ở cái thời điểm trước tết à, nếu mà thị trường nó có những cái nhịp gọi là điều chỉnh tương đối hoặc là những cái nhịp cao trào thì mình có thể canh mà tham gia những cái vùng đó được à, và ở giai đoạn này thì chúng ta vẫn lưu ý à, chúng ta vẫn tách biệt ra hai cái nhóm cổ phiếu À, như trước đó mà chúng ta kỳ vọng thôi một là nhóm ngân hàng là cái nhóm mà đã thu hút dòng tiền rất nhiều ở trong giai đoạn vừa rồi thì cá nhân đánh giá mặc dù là nhóm ngân hàng đã có dòng tiền tham gia trở lại ở trong ngày thứ sáu nhưng mà em vẫn nghĩ rằng nhóm này cần một cái nhịp trao trào là bởi vì rõ ràng với cái nhịp điều chỉnh giai đoạn vừa rồi thì hầu như nó sẽ chưa đủ sức để loại bỏ cái nhau từ cá nhân đeo bám đối với cổ phiếu này à, và cổ phiếu này vẫn sẽ cần thêm một cái nhịp cao trào bán à, acb thì đang chủ động quay về cái định cũ lên quanh ngưỡng tầm hai mươi sáu năm công thương thì cũng đang bật lại một nhịp được à, à, thì cũng đã có bực lực cầu tham gia vào À, nhưng rõ ràng thì nó vẫn chưa thực sự có thể rũ bỏ được cái lượng cung đeo bám trước đó với một cái nhịp điều chỉnh tới biên độ chỉ mới tầm khoảng tầm 3 tới 5%. À, cá nhân em thì vẫn kỳ vọng với một cái nhịp điều chỉnh biên độ tầm 5 tới 10% thì khi đó chúng ta mới có thể chủ động tham gia mua mới được. À, thì mọi người để giùm em cái đó ha. Nên đối với em hiện tại những ngân hàng sẽ không phải là một sự lựa chọn ưu tiên đối với vị thế mua mới. Nếu có thêm một cái nhịp cao trào à, giảm tầm 5 tới 10% tức là tính từ vùng đỉnh đó nha, à, giảm thêm một nhịp nữa kích hoạt cái lực bán từ nhà tới cá nhân thì khi đó mình có thể canh tham gia ở cái nhịp điều chỉnh đó. À, và thị trường khi đó nó cũng sẽ rơi về cái điểm rơi của mình luôn là 1 cho tới 1 160 điểm à, còn trong bối cảnh à, mà nếu mà thị trường chúng ta hiện tại nó chững lại và nó sai quay trở lại thì khi đó chúng ta sẽ theo dõi giai đoạn phía sau đặc biệt là cái lúc mà thị trường à, đặc biệt là cái quá trình mà nó chuyển dịch dòng tiền từ cái nhóm ngân hàng về những cái nhóm cổ phiếu khác à, nhóm đầu tiên là ngân hàng rồi ha nhóm còn lại tức là những cổ phiếu ngoài ngân hàng những cái nhóm ngành ngoài ngân hàng à, thì đa phần đều dinh lên sinh à, và đang xa quay ở trong cái biên độ của nó à, Tuy nhiên thì mình thấy được là ngày em trước em cũng đưa cho mọi người cái thứ tự ưu tiên rồi sau cái nhóm ngân hàng thì thứ tự ưu tiên của mình đầu tiên sẽ là thép lý do là bởi vì hầu hết những cổ phiếu ngành thép đều đang ở bên trên và đang chủ động hấp tụ là cái vùng cung ở bên trên của nó ví dụ như con nam kim này anh chị thấy được cái von cái kháng cự của nó cái kháng cự dày nhất của nó là kháng cự quanh 25 và nếu chúng ta nhìn cái volume theo vùng giá đây là chúng ta nhìn cái này nè nếu chúng ta nhìn cái volume theo vùng giá của con nam kim á thì rõ ràng nếu nam kim nó vượt qua được cái mức 25 này tức là confirm được cái vượt qua hẳn cái vùng cản 25 này thì mọi người để ý nè cái lượng cung của nó từ 26 đổ lên này từ 26 cho tới khoảng 40 này hầu như là không phải là hầu như là không quá nhiều tức là bởi vì cái quá trình mà nó rơi từ 40 về lại cái vùng khoảng tầm giá 20 ở đây là rơi rất nhanh thì trong cái quá trình mà rơi nhanh như vậy thì cái lượng cung đeo bán nó sẽ không nhiều à, cái lượng cung đeo bán sẽ không nhiều là bởi vì những cái thời điểm đó thì cái lượng cung bác đáy nó chỉ chiếm một cái phần nhỏ thôi à, nó chỉ có lượng cung kẹp hàng nhiều á là khi nào mà nó tạo ra những cái vùng nền dày thì ở đó cái lượng cung kẹp hàng nó sẽ nhiều còn trong bối cảnh mà nó chỉ rơi một cái nhịp nhanh à, rơi dốc thì cái lượng cung kẹp hàng sẽ là không quá lớn à, đó lý do vì sao mà nếu mà nam kim nó vượt hẳn qua được cái vùng kháng cự 25 này đó, tức là có một cái phiên mà cầu vào à, break qua hẳn cái vùng 25 này thì khả năng nam kim nó sẽ đi lên tiếp tục cái vùng kháng cự phía trên này khoảng tầm 35 tới 40 một cách khá là dễ dàng tức là đây là một cái vùng kháng cự quyết định à, nó sẽ cho thấy rằng nam kim liệu có thể đi lên tiếp được hay không à, và đi lên đủ xa hay không À, và cả hoa sen hay hoa phát cũng vậy hoa sen hiện tại thì cũng đang chủ động hấp tụ là cái lượng cung biên trên quanh giá tầm 23 à, và với cái phiên tăng ngày thứ sáu vừa rồi đã cho thấy nó chủ động lắp lại hoàn toàn cái gáp mở ra quanh cái vùng 23 à, đây là cái cản khá là dày nó đã test lại ba lần trước đó không vượt qua được à, nhưng mà ngày thứ sáu đã chủ động vượt hẳn lên trên được à, thì đó là điểm cộng à, và một phần là bởi vì cái kết quả kinh doanh quý 4 của hoa sen tích cực À, đó là lý do vì sao mà trong ngắn hạn nếu anh chị nào mà đang có nhu cầu mua mới đối với cái cổ phiếu ngành thép á thì mọi người có thể chú ý đối với cái quá trình hấp thụ cung ở cái biên trên này tương tự với cả hòa phát cũng vậy hòa phát hiện tại thì cái vùng pin trên chính xác của nó luôn á là cái vùng khoảng tầm giá 28 thực ra nó đã đang giống như con nam kim thôi sau khi vượt qua 25 thì nó đang xay quay lại phía trên 28 khoảng 3 phiên à, 4 phiên với thanh khoản cũng duy trì ở mức khá là thấp à, nhưng mà tất nhiên là bởi vì cái đuôi nến ở phía trên cái cây nến ngày hôm 23 tháng 1 của nó khá là dài à, với cái đuôi nến ngày hôm 22 tháng 1 volume to như thế này thì chắc chắn cái quá trình hấp tụ nó cũng sẽ cần nhiều thời gian hơn và cái vùng cản dày của nó phía trên là vùng khoảng tầm 29 À nhưng mà đối với em thì trong ngắn hạn thì chắc chắn những cổ phiếu đầu cơ như là Hoa Sen và Nam Kim sẽ thu hút được cái dòng tiền tốt hơn là Hòa Phát Mình nói anh chị nào mà gọi là tham gia với cái dòng tiền lớn, với một cái lượng vốn lớn thì chắc chắn Hòa Phát vẫn là một cổ phiếu mà chúng ta ưu tiên Anh chị nhớ cái list mà 2024 mà chúng ta đưa ra ở giai đoạn đầu năm á, cái list mà tháng 1 2024 đó, gồm những cổ phiếu như là Ở đây cái list của mình ha, là có VHC là thủy sản này, NT2 là nhiệt điện này, Hòa Phát là cổ phiếu mà em lựa chọn đầu tiên ở trong nhóm Vin30 và cũng như là trong ngành thép À, lý do là bởi vì em đánh giá viên 30 sẽ được hưởng lợi từ cái quá trình tăng của Binance và cổ phiếu mà em đưa vào cái list đầu tiên đó chính là Hòa Phát, à, rồi sau đó là Công Thương. Công Thương thì là mình đã nói từ giai đoạn trước đâu đó khoảng tầm cuối quý ba rồi, à, cái kỳ vọng của mình về kết quả kinh doanh của nhóm ngân hàng thì Công Thương giai đoạn đầu năm tới giờ nó cũng tăng được khoảng tầm 20% mươi à, BNJ cũng tăng khá là tốt là bởi vì câu chuyện bán lẻ và đặc biệt là cái mùa cao điểm cuối năm, à, năm sau là năm tuổi thình thì chắc chắn là cái nhu cầu cưới sinh ở năm nay nó sẽ cao hơn năm trước rất là nhiều. À, rồi A à, à, là giai đoạn vừa rồi nó cũng tăng được một nhịp, à, break lên biên trên. À, khi mà nó thu hút được cái dòng tiền dựa vào những cổ phiếu ngành nhựa trước đó đã tăng điểm khá là tốt như là bình minh hay là tiên phong đó là lý do vì sao mà AA à, cũng là một cổ phiếu đầu cơ mà chúng ta đã nói trước đó rất là nhiều à, mặc dù là nó không phải là một cổ phiếu khỏe ở trong cái ngành này à, nhưng mà nó vẫn là một cái sự lựa chọn nếu mà anh chị nào mà có nhu cầu đầu cơ với lại cái thanh khoản nó cũng không quá lớn à, rồi VinHome vinhom thì nó chưa tăng được quá nhiều nhưng mà trong nhóm bất động sản thì em vẫn đưa cho mọi người ba cái sự lựa chọn quan tối ưu nhất của em hiện tại à, đó chính là vinhom nam long và KDH à, rồi MDG cũng là một cổ phiếu bán lẻ mà chúng ta quan tâm à, ngày hôm trước cái list bán lẻ mà chúng ta đưa ra sự ưu tiên của mình sẽ là DG World Bet và MDG nhưng mà em có một cái tech note với lại Bet là bởi vì Bet sau cái câu chuyện mà à, hội đồng quản trị thành viên hội đồng quản trị bị bắt ở trong cái nhịp vừa rồi á thì đó với em đó là một cái thông tin khá là trọng yếu và có thể ảnh hưởng tới cái biến động giá của cổ phiếu thì trong bối cảnh đó thì hiện tại cá nhân em đánh giá cả DG World và cả MWG à, có thể nó cũng sẽ bị ảnh hưởng một phần nhưng mà nếu tham gia thì mình cũng sẽ tham gia ưu tiên tham gia đối với hai cổ phiếu này hơn là bet à, nếu anh chị nào mà đang tham gia bet thì mọi người sẽ theo dõi những cái nhịp hồi lên của nó về cái vùng khoảng tầm giá 25.8 26 ở phía trên à, để mình bán ra à, và mình chờ mình tham gia lại đó với lại DG World hay là MWG à, mọi người lưu ý dùm cái đó ha đó là thông tin khá là trọng yếu À, rồi thì đó là về diễn biến của hầu như các cái nhóm ngành hiện tại cũng như là một vài cái đặc trưng của các cổ phiếu mà chúng ta cũng cần lưu ý ha thì à, bây giờ à, cuối tuần rồi à, chứng khoán thế giới thì cũng không có quá nhiều thay đổi à, đặc biệt là bởi vì à, sau cái thông tin về GDP à, và BCE thì hiện tại nó cũng đang có xu hướng quay trở lại nhưng mà chúng ta thấy được là như chúng ta nói trước đó là bởi vì chứng khoán thế giới nếu so với lại mức tăng với lại Vindex hiện tại thì nó đã tăng quá nhiều À, nó đã tăng quá nhiều từ cái thời điểm mà điều chỉnh tháng 7 tháng 8 cho tới bây giờ à và thậm chí đã, đã vượt qua cả cái thời điểm đỉnh tháng 7 tháng 8 đó nên ở giai đoạn hiện tại nếu mà trong những cái trong giai đoạn ngắn hạn á, à, đất mình có thể hoàn toàn đi ngược lại trái ngược lại với thế giới à, chúng ta có thể chỉnh nếu mà thế giới tăng hoặc ngược lại chúng ta có thể tăng nếu mà thế giới chỉnh nhưng mà anh chị vẫn nhớ giùm em câu chuyện ở trong trung và dài hạn đó là câu chuyện mà chúng ta kỳ vọng trong khoảng tầm 6 tháng đến một năm tới thì chứng khoán việt nam chúng ta khả năng vẫn sẽ đi theo chứ không có thế giới à, đó là lịch sử À, dựa trên tính tương quan tức là chúng ta sẽ dựa vào cái tương quan lịch sử để đánh giá thì nó là xác suất nhưng mà chúng ta biết được là cái khả năng cao là Việt Nam mình sẽ đi theo chung Quốc thế giới ở giai đoạn sau đó à, nó có nhiều cái yếu tố à, về cả dòng tiền à, dòng vốn ở trong nước à, khi mà nhìn thấy Trung Quốc thế giới tăng tích cực thì cũng sẽ lạc quan và tích cực hơn à, từ đó thì nó cũng sẽ hút cái dòng tiền nước ngoài tham gia vào thị trường à, rồi bên cạnh đó là dòng tiền nước ngoài à, đối với lại thị trường những thị trường đã tăng tốt như là chứng khoán Mỹ hiện tại À, thì đôi khi á, cái dòng tiền nước ngoài khi mà họ tham gia mua mới vào họ cũng sẽ có những cái sự lo ngại nhất định nhưng mà nếu mà họ đổ vào một cái thị trường mà đang có mức định giá tốt và cũng như là một thị trường đang phát triển à, có tiềm năng à, như chú khách Việt Nam thì nó cũng sẽ là một trong những yếu tố à, gọi là machine hợp lý để cho dòng tiền nước ngoài đổ thêm vào Việt Nam và hiện tại cái vấn đề mà chúng ta đáng quan tâm nhất chính là tỷ giá tỷ giá thì nó đang ở mức 24.605 đồng tức là đang ở mức cao nhất kể từ một năm trở lại đây À, thì lý do thì giá tăng thì nó cũng sẽ có nhiều lý do nhưng mà sẽ có ba lý do chính thôi đầu tiên là gì à là do cái trên là lãi suất thì mình đã nói nhiều rồi do mỹ thì neo cao việt nam mình thì giảm thấp à, với cái trên là lãi suất này thì chắc chắn cái dòng tiền ngoại sẽ có xu hướng rút từ việt nam về lại mỹ không chỉ là dòng tiền trong chứng khoán mà mọi người dòng tiền gửi tiết kiệm cũng vậy à, những cái dòng tiền mà nói chung là có sự so sánh về mặt đầu tư hay là bởi vì đơn giản là nếu mà đầu tư ở một cái thị trường đang phát triển có rủi ro và đồng tiền nó yếu như VND đi lãi suất được 3 4 năm phần nhưng mà đầu tư ở những thị trường như mỹ đồng tiền usd rất mạnh một thị trường đang phát triển lãi suất được bốn đến năm thì chắc chắn cái sự ưu tiên sẽ dành cho thị trường mỹ rồi à, đó là cái câu chuyện về dịch chuyển dòng vốn đó là cái đầu tiên à, cái thứ hai là gì à, cái thứ hai đó chính là câu chuyện liên quan đến giá vàng à, do cái giá vàng ở trong nước và giá vàng ở nước ngoài trên lời với nhau quá nhiều à, thì nó cũng sẽ khiến cho cái nhu cầu nhập khẩu vàng ở trong nước mình tăng lên và từ đó làm tăng cái cầu usd lên Hay mà cái thứ ba là câu chuyện liên quan tới đồng, đồng tiền của trung quốc à, là bởi vì việt nam và trung quốc là hai quốc gia có giao thương với nhau rất là nhiều À nên và cũng là một trong những cái bạn hàng lớn nhất của chúng ta à nên khi cái đồng tiền Trung Quốc ở năm vừa rồi à nó mất giá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái giá trị của đồng tiền Việt Nam à nhìn chung thì lý do chính vẫn xuất phát từ câu chuyện lãi suất thôi à và cái bài toán về làm cái bài toán về tỷ giá sẽ được giải quyết nếu phép bắt đầu giảm lãi suất và thời điểm phép bắt đầu giảm lãi suất hiện tại tất cả nhà đầu tư đều đang kỳ vọng vào giai đoạn tháng 3 2024 phép sẽ có lần giảm lãi suất đầu tiên thì mọi cái yếu tố về nền kinh tế hiện tại vẫn đang ủng hộ cho điều đó À, tức là nền kinh tế vẫn đang strong mạnh hơn lạm phát cũng có xu hướng giảm đó là điểm rất tích cực nha tức là nền kinh tế vừa tăng và lạm phát vẫn giảm song song à, đó là cái bài toán điều hành của fed đang làm rất tốt à, và trong bối cảnh hiện tại thì chúng ta đánh giá nếu mà fed giảm lãi suất tiếp diễn vào giai đoạn tháng 3 2024 thì chắc chắn thị giá nó cũng sẽ có xu hướng giảm xuống đó là lý do vì sao mà hiện tại à, ngân hàng nhà nước Việt Nam mình nếu như năm vừa rồi mới chỉ chạm tầm 24.200 tới 24.400 thôi là đã bắt đầu có phát hành tín phiếu rồi là đã bắt đầu có những động thái để ngăn chặn cái đà tăng của tỷ giá rồi nhưng mà trong 2024 bây giờ là tỷ giá đang ở mức là 24.600 nhưng mình vẫn chưa có một cái động thái nào quá quyết liệt là bởi vì chúng ta biết rằng là tháng 3 tới khả năng Fed sẽ giảm lãi suất thì khi đó mình cũng sẽ không cần can thiệp quá nhiều à, thì cá nhân đánh giá khả năng nhà nước cũng sẽ đang theo dõi cái diễn biến về cung cầu của USD nhưng mà trong bối cảnh nếu mà nó chưa vượt qua một cái ngưỡng giới hạn quá cao à, ví dụ như ngưỡng khoảng tầm 24.800 hoặc 25.000 thì nhà nước mình sẽ chưa có sự can thiệp cho đến thời điểm tháng 3 khi mà phép bắt đầu giảm lãi suất À, thì cái đó thì cái giá trị cái tỷ giá này nó cũng sẽ có xu hướng điều hòa trở lại thôi à, thì đó là cái điểm mà chúng ta cũng sẽ cần lưu ý thì dòng tiền khối ngoại cũng đã có xu hướng rút ra ở trong khoảng tầm 2 tới ba phiên gần đây à, thì cái này là sẽ khó tránh được trong bối cảnh nếu mà tỷ giá cứ mức giá như thế này à, thì tạm thời nếu anh chị nào mà đang cầm hàng thì chúng ta cũng có thể là follow tiếp là bởi vì chúng ta đã hứng chịu cái đợt bán từ tháng 11 tháng 12 năm ngoái rồi à, chứ không phải là tới bây giờ à, nên cũng đã cho thấy được là cái lượng tiền từ tạo lập cũng đã tham gia và hấp tụ là cái lượng cung bán ra từ khối ngoại khá là nhiều rồi À, thì trong ngắn hạn đây không phải là một cái thông tin cộng yếu nhưng nếu trong bối cảnh à, thứ nhất có một trong hai rủi ro này xảy ra hoặc là phép giảm lãi suất chậm hơn tức là nó sẽ kéo dài qua giai đoạn tháng tư hoặc là tháng năm hai à, là tỷ giá tăng vọt lên hai qua mức 25.000 một trong hai cái này xảy ra trước chắc chắn sẽ kích hoạt cái lực bán từ khối ngoại rất nhiều à, thì đó là hai cái rủi ro mà chúng ta cũng cần phải lưu ý nhưng tất nhiên ở trong bối cảnh hiện tại thì hai rủi ro đó xác suất xảy ra theo cá như em là thấp à, là thấp nên đó là lý do vì sao mà thị trường chứng khoán mỹ mới tăng được mạnh như cái giai đoạn vừa rồi chứ nếu mà nó có những cái rô đi kèm như vậy thì chắc chắn dòng tiền ở nước này cũng sẽ không dám tham gia nhiều à, nên để nói việt nam và mỹ thì mỹ vẫn là một trong những cái động lực trung hạn à, chúng ta thì vẫn có nhiều cái yếu tố bị ảnh hưởng như là câu chuyện trái phiếu trong nước dòng tiền ở trong nước vân vân à, nhưng mà tất nhiên về lâu và dài hạn sau khi xử lý được các cái vấn đề về bất động sản à, cái gì bất động sản nó trở lên mạnh hơn tức là nó được cải thiện về dòng tiền các dự án được tháo gỡ về những cái vướng mắc pháp lý để có thể đi thế chấp ngân hàng À, tăng thêm cái lượng tiền cho các doanh nghiệp này thì chắc chắn cái bài toán nó sẽ được giải quyết và khi đó thì thị trường chứng khoán mình tất nhiên nó cũng sẽ tăng trở lại theo cái kỳ vọng chung của nhà đầu tư cá nhân ha. À rồi thì đó là về thị trường cũng như là một vài cái lưu ý của em ở trong cái giai đoạn vừa rồi. À, và nói về một số những cái nhóm ngành thì nhìn chung là khi mà chúng ta đánh giá về ngân hàng và một các nhóm còn lại thì chúng ta cũng đã đi qua được lần lượt rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đi sơ lược một vài những cái nhóm ngành chung ha. Đầu tiên là về chứng khoán nè. À chứng khoán thì uh, SI hiện tại đang ở cái vùng biên trên quanh giá tầm 34. À cái biên độ xa quay trước đó là khoảng tầm giá 31.5 cho 31 30.5. À 31.5 cho tới 34. À và nó đang ở cái vùng gap down. À mở ra phía trên này là cái cản gap down, chính xác là vùng phải tầm giá 34.8. À, nên đó lý do vì sao mà đoạn này nó cũng đang lựng chuẩn xe quay trở lại nhưng mà đối với em cái cách mà nó xe quay lên quanh 34 vẫn là tốt nha tức là nó vẫn đang hấp tụ lại cung bán ra ở vùng này chứ nó không bắt quá sâu nó khác so với cách thử ở đây ví dụ như nếu lần đầu tiên nó chạm về nó bị bán ngay một cây nến dài sau đó nó chạm lần thứ hai nó bị bán từ 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 từ, từ xuống và nó chạm lần thứ ba nó cũng bị bán nhưng mà nó tạo đáy sao cao đáy trước và nó nâng đáy dần lên à, đó là cái cách mà nó phải ứng cùng một vùng giá nhưng mà cách phải ứng giai đoạn này nó khác với lại giai đoạn trước đó nó đã cho thấy cầu nó cải thiện rất nhiều rồi à, và thay vì nó điều chỉnh nhanh như giai đoạn trước thì bây giờ nó đang nén lại và giữ được ở phía trên này À, và cái việc mà HCM đang là cổ phiếu leader của ngành này à, vẫn vượt đỉnh và đang gọi là đang chủ động tăng rất là tốt sau cái giai đoạn vừa rồi đặc biệt là sau cái thông tin mà phát hành thêm SI cũng có phát hành thêm nhưng mà chưa có ngày cụ thể nên chắc chắn đó cũng sẽ là một trong những cái nguồn cầu dự phóng à, gọi là dự trù đi cái nguồn cầu dự trù cho SI ở trong cái đoạn tới khi mà nó bắt đầu có những cái ngày không hưởng quyền đó à, thì khi đó cái lượng cầu thứ nhất là cổ phiếu nó cũng phải chủ động làm sao giữ giá để cho nhà tư cá nhân người ta chủ động tham gia À, bởi vì anh chỉ biết được cái bài toán mà phát hành thêm á, là phải làm sao để cho nhau tư cá nhân mua càng nhiều càng tốt đổ thêm cái lượng tiền mới vào chứ nếu bây giờ phát hành thêm chỉ có mình tôi với ông chỉ có những nhau tư cá nhân hiện hữu với nhau thì không tạo ra sự hiệu quả gì hết giờ chỉ có những cổ đông lớn lãnh đạo nạp tiền vào thì đâu mà nó mang lại sự hiệu quả nó phải làm sao để nó kéo được cái lượng tiền đứng ngoài tham gia vào thì nó mới là tích cực à, thì khi đó có thể nó sẽ là động lực ví dụ như hợp à, HCM ở cái ngày không hưởng quyền là ngày 2 tháng 1. à, thì anh chị thấy là trước cái ngày 2 tháng một thì nó cũng đã có sự chủ động kéo giá rất là tốt thì SI thì chưa có ngày cụ thể nhưng mà nó cũng sẽ là một trong những cái động lực dự phóng cho con này dự trù cho con này ở trong cái đoạn tới Ê, thì đó là một cái điểm cộng của SI thì em từng liệt kê cho mọi người rồi trong chứng khoán em đánh giá cao ba cổ phiếu thôi SI à, đầu tiên HCM khỏe nhất là ông HCM ông này thật ra vẫn mua mới được thôi nha ông này tính ra nếu tính ra nhịp tăng ông này vẫn là đang nhịp tăng số 1 tính từ cái vùng nền dưới này à, nên nếu ông này có những cái nhịp retest lại cái vùng khoảng tầm giá 25 26 thì vẫn canh mua mới được à, nhưng mà tất nhiên thì cái dư địa tăng nó sẽ không còn nhiều nữa là bởi vì ông này đã tăng khá là nhiều ở trong cái đoạn trước rồi À, rồi si si thì đang ở nền à, trong biên khoảng tầm 30.5 cho tới 34 chưa vượt được gáp chưa lắp được gáp ở phía trên này nên cái điểm mua mới thì mình vẫn sẽ ưu tiên khi nào lắp gáp thì mua mới cũng được à, không cần quá vội do ở đây vẫn là biên trên à, trong bối cảnh mà test fail thì cái lượng cung bán ra cũng sẽ lớn đó. bởi vì cái lượng cung kỳ vọng vét lên ở phía trên này cũng nhiều mà à, nên đó là lý do vì sao mà chủ động thì có thể follow luôn cái gáp ở phía trên này khi nào lắp gáp mình tham gia cũng được bình thường à, nhưng mà ông này là ông số 2 mình quan tâm là bởi vì cái sức mạnh giá cái thứ hai là ông này vẫn là doanh nghiệp đầu ngành À, và ông thứ ba là ông bản việt ông bản việt thì trong biên độ là 40 tới 44 thì ngày hôm trước mình nói rồi nếu có giá tầm 40 tới 42 là mình tham gia được đối với ông này còn những ông còn lại bản chất là những ông vẫn tốt Một vài ông như là FTS hay là BSI giai đoạn vừa rồi vẫn tăng điểm rất là tốt này ờ, MBS này à, như ông này là những ông vốn hóa nhỏ hơn nhưng mà ông này được hưởng lợi từ kết quả kinh doanh à, cũng như là cái cách mà kéo giá nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với lại những ông vốn hóa lớn nhưng mà tất nhiên cái chúng ta quan tâm ở đây là những ông đầu ngành à, để mình biết được cái dòng tiền thực sự đã tham gia vào cái nhóm này hay chưa và từ đó nó tạo được sự lan tỏa cho những cái nhóm ngành khác ha À rồi, bên cạnh nhóm chứng khoán thì mình cũng sẽ nói về nhóm uh, ngân hàng. Ngân hàng thì mình đã đi qua lần lượt à, khá là nhiều cổ phiếu rồi. À, nhìn chung tổng thể vẫn đánh giá chung ngân hàng vẫn cần thêm một cái nhịp bán cao trào nữa. À, khi đó thì nó mới thật sự rũ bỏ được cái lượng cung đeo bám và nó mới có được cái nhịp mua tốt, tức là một cái bụng mua tốt để chúng ta đánh giá à, để chúng ta đánh theo dõi về cái đỉnh cổ phía trên của nó ha, tức là đánh nhịp số 2 đó. Sau cái nhịp tăng đầu tiên bắt đầu có nhịp chỉnh. Số 1 thì mình sẽ canh đánh nhịp số 2. À, khi nào biên độ được đến như khoảng tầm từ 5 đến 10% thì nó mới đủ hấp dẫn. À, rồi bất động sản thì ba cổ phiếu đánh giá cao nhất vẫn là gì à, Vinhome Nam Long à, và KDH ba ông đó là ba ông mà ngày hôm trước em nói là chúng ta vẫn mua mới được đúng không ví dụ như Nam Long ngày hôm thứ sáu vừa rồi tăng khá là tốt này tăng được ba phần trăm này đến lúc mà ông đã test về ba tám ba tám năm thì em cũng nói mọi người đúng không à, rồi, KDH thì hiện tại thì cũng lên sinh lên con cái vùng nền ở phía trên này do nó là cản Còn ba mốt bốn năm mà nếu mà có giá tầm ba ở đây thì mình vẫn tham gia được à, rồi đối với lại Vinhome, Vinhome thì đang chuẩn là một nhịp sau cái đoạn tăng trước đó do cái nỗ lực break lên 44 chưa thành công. Thôi đâu Vinhome cản dày là một cái gáp mà 44.5 ở phía trên này khi mà ông qua được cái gáp này thì ông này mới thanh phát được là bởi vì cái lượng cung đeo bám phía trên này vẫn lớn thì tạm thời nếu chị đang mà cầm hơn thì nếu mua mới thì vẫn sẽ ưu tiên cái vùng khoảng tầm giá 4142 ha rồi đó là với vinh hơn à, còn một vài cổ phiếu khác trong ngành ngày thứ sáu vừa rồi có ông đầu ngành ông tăng tốt là ông BDR ông BDR thì ông tăng nhờ một phần vào cái ra giai đoạn trước đó ông này kết quả kinh doanh công bố cái kết quả kinh doanh đó về bản chất là nó vẫn tăng trưởng à, trong quý nha nhưng mà mọi người phải bóc tách kỹ hơn thì thật ra là nó có những cái thủ thuật chủ yếu là họ bút cái kết quả cái cái doanh thu tài chính thôi để đạt được cái target để 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 đạt được cái kế hoạch năm à, lợi nhuận à, nhưng mà tổng thể thì nó vẫn cho thấy là nền kinh tế cũng như là bất động sản vẫn chưa phục hồi trở lại được tức là thị trường bất động sản năm ngoái vẫn chưa thực sự phục hồi nên các doanh nghiệp bất động sản thì kết quả kinh doanh đa phần là không có sự cải thiện tốt à, nhưng mà năm 2024 em nghĩ sẽ là một cái năm sáng hơn của ngành bất động sản sau cái gì luật đất đai vừa rồi cũng như là à, những cái giai đoạn khó khăn ở thời điểm 2023 sau covid về trái phiếu nó cũng đã qua đi thì em nghĩ là 2024 sẽ là một năm sáng hơn cho thị trường này thì em mới nói là những ông nào mà có cái chất lượng tài sản cũng như là những cái dự án tốt à, về mặt pháp lý thì những ông đó sẽ là những ông hút được tiền đầu tiên đơn giản là bởi vì tiền sẽ kiếm tới những hàng chất lượng và an toàn đầu tiên chứ rồi sau đó mới tìm đến những hàng rủi ro lúc nào cũng vậy hết à, ở trong một cái thị trường gọi là mang tính chất là bình thường á thì dòng tiền lớn luôn luôn sẽ ưu tiên những con nào ngon những con nào tốt đầu tiên rồi sau khi những con ngon những con tốt nó tăng rồi À, nó tăng vượt cái mức định giá rồi, à, nó định giá quá cao rồi. Thì lần lượt sẽ chuyển sang những cái ông nào mà gọi là trung trung. À, tốt nhưng mà trung trung à, rồi bắt đầu là tới như ông kém. Nên chị mới thấy là dòng tiền nó thường sẽ có cái flow đi là như thế nào là blue chip. Blue chip ăn xong rồi tăng tới một cái mức ở đó rồi thì tới mid cap. Mid cap đi xong rồi tới một cái mức ở đó rồi là tới small cap là những ông penny. Sau khi mà tới những ông penny tăng thì thường là thị trường sẽ có chỉnh. Thường thường là cái flow là như vậy. Ấy tức là tiền nó chảy dần từ những cái thằng ngon cho tới những cái thằng kém 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 thì nếu mà trong bối cảnh sắp tới em nghĩ là ngành bất động sản về mặt bằng, bằng chung á thì nó vẫn sẽ có sự ưu tiên à, đối với những cái ông mà có cái chất lượng tài sản cũng như là cái à, những cái dự án danh à, những cái dự án mà có pháp lý tốt thật ra ông BDR vẫn là một ông mà có cái chất lượng tài sản tốt à, nếu mà so ông này với ông Nova thì chắc chắn là ông này là sự lựa chọn ưu tiên nha à, không phải là Nova rồi DSG thì vẫn xoay quay trong biên tầm 18 tới 20 thôi nên mua mới thì vẫn ưu tiên cái vùng khoảng tầm 18 18 năm ha à, rồi dg thì ngày thứ sáu bắt đầu bán người trở lại ông này vẫn gặp khó tại kẹm bên trên quanh 27 trước mắt thì nếu anh chị nào mà đang cầm thì chú ý với em mình hold in tiếp thôi à, nhưng mà mình sẽ kéo chặn lại lên à, cái vùng cầu vừa rồi của nó là khoảng tầm giá 26 thì mình kéo chặn lại qua cái vùng đó để theo dõi tiếp à, những ông còn lại thì như là ICC hay là đi D... đa phần là mình đã đi qua hết rồi à, có ông Nova Nova thì ngắn hạn thì ông vẫn thấy là trong này khá là đuối sau cái phim vét lên này do cái rumor là ông này có lãi và được cấp mà lại thì rõ ràng ba à, cái phiên bán này cũng đang chủ động hấp tụ là cái lượng cầu tham gia ở cái phiên ngày hôm 22 tháng 1 này. Tại nếu ông khỏe thì ông nên neo trên 17 nhưng mà ông vẫn quay về dưới cái vùng này nên ông đánh giá là trước mắt thì Nova nó vẫn sẽ chưa gãy được liền. Là bởi vì cầu bất động sản vẫn tốt và cái lượng cầu quanh giá 16 rất tốt. Cái lượng cầu quanh 16 của Nova là ngày trước em có nói rồi. À, lượng cầu quanh đây rất là tốt nên đây sẽ là cái vùng mà Nova vẫn giữ được và hấp tụ được. À, nhưng mà để đi xa thì em nghĩ là vẫn khó do cái lượng cung đeo bám của Nova sẽ nhiều. À, cả lượng cung đeo bám và cái nhịp bên này nè và cả cái nhịp này nữa À, những cái nhà đầu tư cá nhân người ta rất là thích mua Nova khi mà ông này là một trong những cái ông mà trước đó đã từng có cái mức giá rất cao à, nên cái đoạn sau này thì nhà đầu tư sẽ luôn kỳ vọng rằng chỉ cần một cái yếu tố tích cực thì Nova nó cũng sẽ đưa về được một một, một cái vùng chỉ số một cái vùng giá cao hơn rất là nhiều so với vùng giá hiện tại ha rồi đó là với Nova tiếp theo là với ngành uh, thép thép thì Hoa Sen hiện tại đã đang chủ động hấp thụ lại cung khá là tốt ngày thứ hai tới là có đã có kết quả kinh doanh của Hoa Sen rồi nên thứ hai có thể là chúng ta sẽ có gáp À, nhưng mà cũng chú ý dù mà em giống như hòa phát đâu, thì đã hòa phát sau khi công bố kết quả kinh doanh thì vẫn phải chuẩn lại một nhịp, à, nên đối với ông Hoa Sen thì cũng tương tự vậy thôi, có thể tăng lên một cái nhịp trong phiên, nhưng mà sau đó lắp lại gấp, à, cũng phải cần xe quay lại một nhịp thôi, bởi vì cái đà tăng ở giai đoạn trước khi công bố nó đã là phản ánh rồi, bởi à, vì đã có một cái cơ số nhạo Thì người ta đã biết trước cái uh, kết quả kinh doanh này, nên đã lý do vì sao mà trong ngắn hạn thì nó cũng không phải là một cái động lực chính đâu, à, đối với em động lực chính vẫn là liên quan tới dòng tiền nhiều hơn, chứ cái kết quả kinh doanh đôi khi nó cũng sẽ là một cái yếu tố mang tính chất là hợp thức hóa cái vùng giá thôi, à, chứ nó không phải là động lực chính. Rồi ha, những cái ông nhỏ nhỏ hơn như là SMC này có thể canh tham gia được. Dị ông này thì về cơ bản là chưa tăng nhiều. À, nhưng mà cái việc mà như ông này bắt đầu thu hút được tiền ở trong những cái phiên vừa rồi đó cũng là một trong những cái dấu hiệu cho thấy rằng ngành thép đang có khả năng tạo sóng. À, đang có khả năng tạo sóng tức là cái ông mà kế tiếp sau ngành ngân hàng à, có thể hút được tiền và tạo sóng. Rồi ha, tiếp theo là với ngành à, chứng khoán thì mình đi qua rồi này. Bất động sản rồi, ngân hàng rồi, thép rồi thì cuối cùng là ngành à, dầu khí. Dầu khí thì à, BVD BVS tất cả đều có thể canh tham gia quanh cái vùng biên dưới này. Nhưng mà giá dầu đã bắt đầu tăng lại khá là tốt thì BSR cũng sẽ hút được tiền. Nhưng mà đối với em thì nếu anh chị nào mà gọi là thích cái sự an toàn cũng như là thích một cái sự gì đó mà nó có cái biến động tương đối hơn thì em vẫn thích đối với lại ngành đối với lại nhóm BV hơn. Tức là sự lựa chọn của nhóm dầu khí đối với em luôn là BV, BVD và BVS. Ở thời điểm hiện tại nha, BSR hay là Oil sẽ không phải là những sự lựa chọn ưu tiên của em bởi vì đối với em nhóm này là nhóm mà tính đầu cơ cao nên cái lượng cà phê nó cũng sẽ nhiều hơn và nó bị ảnh hưởng bởi giá dầu nhiều hơn còn những ông như BVD, BVS đôi khi sẽ không bị ảnh hưởng bởi giá dầu quá nhiều vẫn có được hưởng lợi từ giá dầu tăng hoặc giảm à, nhưng mà ông này như ông đó vẫn sẽ có những câu chuyện khác để hỗ trợ và đặc biệt là câu chuyện ô môn trong 2024 nó vẫn sẽ là một cái bài toán à, vẫn sẽ là một cái điểm rất là sáng cho cổ phiếu ngành dầu khí trong nhóm BV à, BVD, BVS và cả BVC, BVB cũng vậy à, rồi ha thì em vẫn nhấn mạnh cái vấn đề về nhóm dầu khí thì mình vẫn tập trung về em và nhóm cổ phiếu BV ha. Rồi đó là với diễn biến của thị trường hiện tại cũng như là một vài cái lưu ý của em. À, thì cảm ơn anh chị rất là nhiều vì đã luôn dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em. À, thì anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn đồng hành cùng em ở trong luôn khách hàng à, tại VPS à, thì có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em à, để được hỗ trợ à, về điểm mua điểm bán à, cũng như là về những cái kiến thức liên quan tới chứng khoán. À, ngoài ra thì anh chị nào mà xem video nếu thấy hữu ích thì đừng quên bấm like video nha. À, subscribe kênh đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký để có thể nhận được những cái thông báo sớm nhất. À, về video của em hàng ngày à, rồi à, thì ở phía dưới này em có một số những cái nền tảng xã hội thì mọi người có thể đăng ký tham gia follow để có thể theo dõi những cái video nhận định của em à, thường xuyên hơn, cập nhật liên tục hơn ở trong phim à, còn tuần sau thì mình sẽ bắt đầu xen à, kẽ giữa video và livestream ở à, trước mắt thì mình có 5 ngày giao dịch thì chúng ta sẽ có 3 ngày làm video và hai ngày livestream ba à, ngày là video sẽ là thứ hai thứ tư thứ sáu và hai ngày livestream là thứ ba và thứ năm à, và cuối tuần nếu mà thứ bảy hoặc chủ nhật có thời gian thì em cũng sẽ thông báo cho mọi người về cái lịch livestream ha à, và thời gian livestream của mình sẽ là 3 giờ chiều À, 3 giờ chiều tức là sau khi kết thúc phiên à, thì mình sẽ bắt đầu livestream luôn và mình trao đổi luôn về vấn đề thị trường à, rồi à, mọi người nếu mà xem lại thì có thể xem lại buổi tối ngày hôm đó à, thời lượng livestream thì cũng sẽ không kéo dài quá lâu à, chủ yếu là để giải đáp những cái thắc mắc của mọi người ở trong cái buổi chiều ngày hôm đó luôn khi mà thị trường kết thúc ha à, rồi à, thì cảm ơn chị rất nhiều à, thì anh chị nào có những cái đóng góp góp ý về cái kênh của em làm sao để được cải thiện tốt hơn về chất lượng video à, về nội dung thì có thể là comment ở phía bên dưới cái phần comment bình luận ha để em có thể à, gọi là đóng góp để em có thể gọi là cải thiện cái video cái kênh của mình làm sao nó đáp ứng được cái nhu cầu cũng như là hiệu quả giúp cho anh chị mình đầu tư tốt hơn cảm ơn chị rất nhiều xin chào hẹn gặp lại chị ở trong những cái video kế tiếp chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân